chơi với anh Vinh với anh Vũ không? Đi đi cắm trại này. Không, em Vinh thích đi cắm trại. Vâng. Đi nhá, lên suối nhá. Vâng. À, em đi chơi gì? Đi. Nhá, xong rồi nhá, lên dựng trại trước rồi lên sau nhá. Ờ. Xem có hoa quả ở nhà cầm đi nhá. Ok. Bye bye anh Vinh ạ. Bye anh Vinh đi. Bye anh Vinh nhá. Con mình mua đồ nhá. Mua đồ anh Vinh. Ngoài đời luôn. Dạ. Mía lấy máy ra quay con này. Cái con này khi làm siết cũng được ấy. Mía lấy máy ra quay. Hello anh Bim. Anh Bim chưa dựng lều xong à? Hello anh Bim. MC à, MC đến rồi. À, MC này, MC rồi em Bim. MC này chào anh Bim nhá. Bim ơi. MC này, MC này. Chơi đi. À, đang mang đồ đến à? Vâng. Đi hộ anh nhá, xiên lên nhá, tí mình nướng nhá. Vâng. Để anh dựng lốt sắp xong lều rồi. Bim ơi, Bim, Bim ơi xiên, đi xiên nào, Bim MC nào. MC ơi, cái này chưa chín đâu con? Chín. Si đâu rồi? Si ơi, Si Bim ơi. Thêm hạt, thêm ham. Anh muốn quay cảnh trước rồi. Xin này, xin bóc mô mẹ á. Chỉ lúc ấy lấy đá đâu ấy, còn đá cho làm. Đúng rồi, chúng xem một cái đĩa vào đây hội anh đĩa đây. Đưa xiên xúc xích đi, xin cô. Đi đây, vào đây đi ơi. Con kẹp rửa, có cái rửa. Đi đây kẹp nó vào. Ngồi, ngồi. Quay xe được em. Chậm một qua đây nướng rất là con. Chia từ từ con. Im cật khỏi ra. Cái này. Anh Bim đi chơi các bạn đi. Anh Bim, anh Bu ơi. Cho anh Bim một miếng này, anh Bim ơi. Anh Bim, ngồi đây Bim. Anh Bim miếng này, anh Bim này. Anh bo từ từ. Nào, xếp hàng đây nào. Anh chia hết chưa? Này em có xóa chưa? Để nói không? Nhá. Ủa? Ai cho con ngồi đấy? Đi mà. Rồi. Mà cho xin rồi. Anh Bim ơi, Bim. Anh Bim này nữa nào.